Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Cutlass để chia nhỏ chương trình với console C#. Đầu tiên các bạn vào trang github.com/matrung. Sau đó mình vào repository. Các bạn mở nhập môn lập trình lên. Thì video trước mình đã hướng dẫn các bạn các kiểu dữ liệu từ định nghĩa ha. Thì đối với cái chương trình này nó khá dài, vì vậy mình sẽ chia nhỏ nó ra bằng cách sử dụng Cutlass để chương trình nó gọn hơn ha. Ok rồi, các bạn sẽ copy cái thông số này nè, copy và mình vào Visual Studio, mình vào Explorer trên góc phải màn hình nè. Các bạn nhấp chuột phải vào ha và chọn New Item, thêm một cái item mới, tạo tên cho cái class này là xử lý phân số. Đó, cái class đuôi của nó là CS ha. Các bạn nhấn vào nút Add để nó thêm vào. Đó. Rồi mình dán cái chất trên cái class này. Chất phân số đây. Rồi, bên dưới là mình sẽ dán những cái hàm xử lý phân số vào. Các bạn quay lại GitHub, mình copy những cái hàm về phân số đây, cần có nhập xuất và tính tổng phân số, copy và dán nó trong cái class xử lý phân số này ha. Đó. Và để khi mà qua cái class khác vẫn sử dụng lại được cái hàm trong cái class xử lý phân số này, thì các bạn phải thêm cái từ khóa trước mỗi cái hàm public ha, từ khóa public vào. Đó, public nghĩa là công khai á, thì nó mới sử dụng được ở những cái class khác. Ok rồi, mình đã làm xong cái class xử lý phân số. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái class tọa độ điểm. Các bạn copy cái chất này, rồi sau đó mình sẽ vào Explorer tạo class new item, tạo class mới tên là xử lý tọa độ điểm. Ok đó, mình dán cái chất trên class này, cái dữ liệu từ định nghĩa đó ha. Rồi sau đó mình sẽ copy cái hàm về tọa độ điểm, cần có nhập điểm và tính khoảng cách giữa hai điểm. Đó, các bạn copy hai cái hàm này và dán nó vào trong class xử lý tọa độ điểm. Rồi mình sẽ thêm public vào trước mỗi cái hàm này. Đó, thêm vào ha, dán nó vào đây. Ok và tiếp theo mình sẽ làm cái class mới là tam giác, xử lý tam giác đây. Copy cái chất này, sau đó vào Explorer nhấp chuột phải, tạo cái class mới xử lý tam giác, tên là xử lý tam giác ha. Ok rồi, dán cái chất, cái định nghĩa, cái dữ liệu mới trên cái class xử lý tam giác này và copy cái hàm về xử lý tam giác, cần có nhập tam giác và tính chu vi tam giác đây, copy và dán nó vào trong cái class xử lý tam giác. Các bạn sẽ thêm từ khóa public vào trước mỗi cái hàm này để mình khi mà qua những cái class khác mình vẫn có thể sử dụng lại được ha. Đó rồi, ở đây nó có cái hàm bên xử lý tọa độ điểm, các bạn sẽ thêm class vào để nó chạy được ha. Xử lý tọa độ điểm. Chấm một cái ha. Đó. Có nghĩa là để gọi một cái hàm bên class khác thì các bạn phải gọi cái tên class ra ha. Thì nó mới hiểu được. Xử lý tọa độ điểm đây. Xử lý tọa độ điểm của tính khoảng cách
Ok. Rồi. Rồi cuối cùng thì mình sẽ viết cái hàm main trong cái last program này. À, các bạn copy cái nội dung trong cái hàm main này ha. Copy và dán nó vào trong cái last program, cái hàm main. Đó. Mình sẽ gọi cái last ra. Nhập phân số thì nó là xử lý phân số ha. Xử lý phân số. Đó, chấm một cái. Ok. À, thêm vào. Cứ dán vào thôi. Rồi, xuất phân số cũng là xử lý phân số đây. Rồi, nhập điểm thì là xử lý tọa độ điểm. Chấm cái ha. Đó. Xử lý tọa độ điểm. Copy và dán nó vào. Tiếp tục. Đây là xử lý tam giác ha. Xử lý tam giác. Chấm cái. Đó. Ok. Rồi, mình sẽ chạy thử chương trình này cho các bạn xem ha. Mình khóa lại những cái dòng lệnh về tọa độ điểm trước. Đó. Mình chạy cái phân số trước nè. Các bạn nhấn vào nút pha để nó chạy. Rồi, ví dụ nhập phân số của A, mẫu số, phân số B, đó, thì ra tổng hai phân số đây ha. Tiếp tục, mình sẽ chạy qua cái tọa độ điểm, khóa cái phân số lại, mở cái tọa độ điểm ra. Rồi, khóa cái tam giác lại. Rồi, mình nhấn vào nút Start để nó chạy. Đó, nhập điểm A có tọa độ xy, nhập điểm B có tọa độ xy, nó tính được khoảng cách AB đây ha. Ok. Và tiếp tục mình sẽ chạy cái phần xử lý tam giác, khóa cái tọa độ điểm lại, mở cái tam giác lại. Đó, các bạn nhấn vào nút Start để nó chạy. Đó, nhập điểm ABC có tọa độ xy đây. Đó, nó tính được chu vi tam giác này ha. Ok. Rồi, vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thích video này thì hãy like, share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.